Năm 2024, thành phố Hưng Yên triển khai 12 dự án công trình trọng điểm, gồm 6 dự án giao thông và 6 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới. Trong đó, 6 dự án giao thông trọng điểm gồm xây dựng đường bên nối hai đường cao tốc đoạn qua địa bàn thành phố, dự án đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa, dự án đường giao thông xã Liên Phương, dự án đường giao thông An Tảo - Trung Nghĩa, dự án đường Chùa Chuông kéo dài và dự án đường giao thông xã Trung Nghĩa đoạn từ sông Đống Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa. Đến nay, các dự án đang trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số dự án còn gặp khó khăn vướng mắc khi giải phóng mặt bằng, như một số thửa đất vắng chủ, đất lấn chiếm, đất mua bán, trao đổi, không có giấy tờ nên khó xác định chủ thể được giao đất và thu thập giấy tờ sử dụng đất. Dự án đường Chùa Chuông kéo dài bị lệch hướng tuyến so với quy hoạch sử dụng đất khoảng 2/3 diện tích cần giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận, không để việc giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn của thành phố cũng như nguồn vốn của các phường xã.